không biết chia sẻ sao. Xin trân trọng chào đón toàn thể các anh chị đến với chương trình VN Bạc Ti 2022 ngày hôm nay ạ. Và để mà mở đầu cho chương trình tiệc tất niên ngày hôm nay, chúng ta cùng hòa chung niềm vui, chúng ta cùng đến thưởng thức một tiết mục liên khúc Xuân Yêu Thương, điệp khúc Mùa Xuân. Phần trình diễn này sẽ được gửi đến cho các anh chị qua tam ca ba thế hệ. Chị Thái Hiền, chị Phượng Linh và Tạ Cúc ạ. Một tràng pháo tay ạ. Ủa? Anh thấy chị Phượng Linh yêu mà. Hello. Thank you.
tuyệt vời. Chúng ta đến bên người, hãy cùng em vui xuân. Hãy cùng trái đời, ta xin tuyệt vời. Mặt trời đắm, mặt trời đắm chân người. Xin người hãy cùng em vui xuân. Năm mới cũng chuẩn bị gõ cửa. Và ngày hôm nay Uber Group tổ chức bữa tiệc trong không khí vô cùng ấm cúng để nhìn lại một chặng đường đã qua với biết bao khó khăn, thử thách. Và cùng nhau là chúng ta định hướng mục tiêu mới cho năm 2023 phát triển rực rỡ. Và đó là lý do của bữa tiệc ngày hôm nay. Và đến tham dự chương trình ngày hôm nay, xin trân trọng đón tiếp và giới thiệu về phía ban lãnh đạo công ty, anh Nguyễn Ngọc Huy, chủ tịch Uber Group. Chị Lê Thị Thanh Thanh, giám đốc kinh doanh đào tạo công ty. Chị Nguyễn Thị Kim Cương, trưởng ban kiểm soát nội bộ công ty. Và cùng sự hiện diện của toàn thể anh chị đối tác miền Nam và nhân viên công ty, xin các chị một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng thị diện của chúng ta trong bữa tiệc vô cùng quan trọng ngày hôm nay ạ. Và kính thưa các anh chị, sau đây xin kính mời toàn thể các anh chị cùng đứng lên để chúng ta cùng đồng thanh đồng lòng về tầm nhìn về sứ mệnh của công ty và nó như một cái kim chỉ nam để định hướng cho chúng ta trong tất cả các mọi hoạt động trong năm 2023, cũng như chúng ta thể hiện sự quyết tâm cho một năm 2023 phát triển rực rỡ. Và kính thưa các anh chị, khi quốc đọc dòng chữ màu đen thì các anh chị sẽ cùng đồng thanh đọc dòng chữ màu đỏ các anh chị ha. Và tay phải của mình các anh chị hãy đặt lên ngực trái để chúng ta cùng cảm nhận trong mỗi chúng ta một nguồn năng lượng đang dâng trào. Và đây chính là như quốc chia sẻ, một cái kim chỉ nam cho tất cả mọi hành động của các anh chị cùng Uber chúng ta lan tỏa với vai trò của một sứ giả yêu thương . Cả nhà đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Uber sứ mệnh vì một cộng đồng sống có mục đích, tầm nhìn trở thành tổ chức khởi nghiệp hàng đầu Việt Nam, 10 giá trị cốt lõi, sống có mục đích, sống yêu thương, sống trách nhiệm, sống bản lĩnh, sống trung thực, hành động mạnh mẽ, hành động quyết liệt, hành động liên tục, hành động khôn ngoan, hành động bất chấp nỗi sợ hãi. You won. One team, one goal. You won. One team, one goal. You won. One team, one goal. Oh, yeah. Một chàng có like cho
tuyệt vời của tất cả các anh chị à. Và chúng ta sẽ cùng quyết tâm năm 2023 với việc hành động khôn ngoan, hành động liên tục và hành động bất chấp nỗi sợ hãi. Chúng ta cùng với lại Juve, cùng con thuyền Juve sẽ trong bờ và chúng ta sẽ đạt đích 2023 thành công được nở, đúng không cả nhà? Ai cam kết giơ tay và nói? Tôi. Giơ tay và nói. Tôi. Ok, xin cảm ơn các anh chị à. Và kính thưa các anh chị, để có được những thành tựu trong năm vừa qua và không thể không nhắc tới những đóng góp của các anh chị đối tác và những sứ giả yêu thương cùng Uber lan tỏa xin chắc vân tay và cơ hội khởi nghiệp đến với cộng đồng, cùng những nhân viên cần mẫn hết lòng vì sứ mệnh và tầm nhìn của công ty. Và ban lãnh đạo luôn trân trọng ghi nhận những cam kết, những nỗ lực, những kết quả của các anh chị à. Và tiếp theo đây chúng ta sẽ đến cái phần vinh danh dành cho những cá nhân xuất sắc trong năm vừa qua. Và chúng ta sẽ có 4 đề mục để vinh danh đó các anh chị ha. Dạ, top 3 lan tỏa xin chắc vân tay, top 3 chia sẻ cơ hội kinh doanh và top 3 chuyên viên tư vấn cũng như là nhân viên xuất sắc ạ. Dạ, và sau đây chúng ta sẽ đến với phần vinh danh dành cho các anh chị. Dạ, và xin trân trọng kính mời chị Nguyễn Thị Kim Cương, đại diện cho ban lãnh đạo lên trao quà và kỷ niệm chương vinh danh công ty dành cho các anh chị có tên sau đây. Xin trân trọng kính mời anh Nguyễn Thanh Cần ạ. Ngày hôm nay anh Cần chúng ta cũng chưa có hiện diện rồi. Xin trân trọng kính mời chị Bùi Nguyễn Anh Thư. Xin trân trọng kính mời anh Lê Ngọc Minh ạ. Một tràng pháo tay nha anh chị ạ. Cho những anh chị xuất sắc trong năm vừa qua, chúng ta đã cùng Vua lan tỏa xin chắc vung tay đến với hàng triệu gia đình người Việt rồi. Và sau đây chúng ta cũng đã biết là tại Uber chúng ta có là có hai mái chèo, đúng không các anh chị? Ngoài việc chúng ta lan tỏa xin chắc vân tay thì chúng ta còn đó là cơ hội tuyển dụng dành cho các anh chị và không những người bên cộng đồng và giúp cho các anh chị có cơ hội đồng hành cùng Uber, mà chính là việc chúng ta cùng gia tăng đội nhóm để chúng ta lan tỏa nhiều hơn, rộng hơn, xa hơn xin chắc vân tay đến với hàng triệu gia đình. Thì sau đây Uber cũng xin trình tự vinh danh đến các anh chị top 3 chia sẻ cơ hội kinh doanh à. Và xin trân trọng kính mời anh Nguyễn Ngọc Huy, đại diện cho ban giám đốc công ty lên trao quà và kỷ niệm chương vinh danh của công ty dành cho các anh chị. Đầu tiên xin trân trọng kính mời chị Hồ Thị Ngọc Chính. Xin chúc mừng chị Bùi Nguyễn Anh Thư hôm nay vì lý do chị Thư cũng chưa có xuất hiện ở công ty của chúng ta. Xin trân trọng kính mời chị Trần Thanh Hiền chị cùng lan tỏa đến cơ hội kinh doanh đến cho những người đồng hành và chúc cho các anh chị cùng đội nhóm mình phát triển đột phá trong năm 2023. Và tiếp đây thì xin vinh danh dành cho các anh chị và top 3 chuyên viên tư vấn xin mời chị Lê Thanh Thanh, đại diện ban giám đốc công ty sẽ lên trao quà và kỷ niệm chương vinh danh công ty dành cho các anh chị có tên sau đây. Đầu tiên xin chúc mừng cho anh Nguyễn Thanh Cần
Anh Cần ở đây chúng ta có hai giải mà anh Cần chưa xuất hiện nữa. Chúng ta sẽ dành tràng pháo tay gửi lời chúc mừng đến chị Trương Vĩnh Thị Lệ Hằng. Và vì một lý do thì chị Hằng của các chị cũng biết là chị cũng đang hoạt động ở khu vực Bến Tre và có thể là chị chưa sắp xếp tu dựng được cùng chúng ta ngày hôm nay, thì các chị có thể ghi lại khoảnh khắc này để chúng ta gửi cho chị Hằng như một cái lời chúc mừng hòa chung niềm vui rồi. Và chúng ta xin dành một tràng pháo tay chúc mừng cho chị Tạ Thị Cúc. Xin mời chị Cúc. Một tràng pháo tay cho top 3 về xin chắc vân tay, top 3 tuyển dụng và top 3 chuyên viên tư vấn các anh chị. Và trong buổi lễ ngày hôm nay thì ban giám đốc cũng xin gửi lời ghi nhận đến những đóng góp của các anh chị nhân viên YouTuber. Với những cái sự đóng góp của các anh chị vì mục tiêu, vì sứ mệnh, vì tầm nhìn của YouTuber. Và sau đây xin mời anh Nguyễn Ngọc Huy, đại diện ban giám đốc công ty sẽ lên trao quà và kỷ niệm chương vinh danh của công ty dành cho các anh chị có tên sau đây. Lời đầu tiên xin mời chị Nguyễn Thị Kim Cơn, trưởng ban kiểm sát nội bộ. Xin mời chị Lê Thị Thanh Anh, giám đốc kinh doanh đào tạo của YouTube. Xin mời anh Huỳnh Vĩnh Quốc, trưởng phòng quản trị kinh doanh của công ty. Chị một tràng pháo tay thật dài nữa anh chị chúng ta cùng hòa chung niềm vui với những cái nỗ lực của các anh chị đối tác, và đó cũng như là một cái động lực để mọi chúng ta quyết tâm hơn, mạnh mẽ hơn trên con đường cùng YouTuber. Với vai trò là một sứ giả yêu thương, chúng ta sẽ đem bình an, giàu sang và hạnh phúc đến với hàng triệu gia đình người Việt của mình. Và vừa rồi thì trong phần vinh danh của phía công ty, chúng ta cũng đã hòa chung cái niềm vui với các anh chị tư vấn viên xuất sắc, đúng không cả nhà? Trong năm vừa qua. Và quốc nghĩ đây cũng là con đường, là sự khao khát của các anh chị khi lựa chọn đồng hành cùng YouTuber. Chúng ta lan tỏa xin chắc quân tay, và không những chúng ta mong muốn giúp cho khách hàng thấu hiểu được bản thân, mà chúng ta muốn trở thành những người bác sĩ của tâm hồn, và để chúng ta thấu hiểu, chúng ta yêu thương và chúng ta trao giải pháp để tháo gỡ những khó khăn và đồng hành cùng họ. Và trong không khí của buổi GM Party này thì công ty cũng xin dành giây phút trang trọng này để chào đón tất cả các anh chị đang vừa rồi chúng ta trở thành những tân chuyên viên tư vấn. Chúng ta đã vượt vũ môn thành công trong kỳ thi sát hạch rồi, đúng không ạ? Và sau đây thì xin trân trọng một lần nữa mời chị Lê Thị Thanh Thanh, đại diện cho trường An Đào Tạo, cũng sẽ lên trao bằng chuyên viên tư vấn cho các anh chị. Rồi, hiện nay thì chúng ta đã biết mình có ai đã đậu chưa ạ? Đầu tiên xin chúc mừng tân chuyên viên tư vấn Trần Thanh Thi. Nguyễn Thị Hồng. Xin chúc mừng
xin mời chị. Xin chúc mừng chị viên tư vấn Nguyễn Vũ Kim Liên. Trong cái buổi tiệc ngày hôm nay ạ. Dạ, lần đầu tiên em xin gửi lời chào đến anh Huy, chị Cương, chào cô Thanh, anh Quốc cùng tất cả các anh chị đang có mặt trong buổi tiệc tất niên của Zibo ngày hôm nay. Thật sự cũng khá là bất ngờ khi mà cô Thanh kêu phát biểu. Thật sự trong không khí ngày hôm nay cũng không biết nói gì hơn. Lần đầu tiên trai cũng xin đại diện các anh chị chuyên viên tư vấn mới ở đây gửi lời biết ơn sâu sắc đến ban lãnh đạo công ty G-Power, các anh chị, cô Thanh, anh Quốc cũng như các anh chị chuyên viên tư vấn cũ, chuyên viên tư vấn hiện tại của GMIT cũng như các đối tác trong thời gian vừa qua đã luôn ủng hộ, đồng hành, cung cấp rất là nhiều công cụ cũng như về sản phẩm, rồi về kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng rất là nhiều luôn. Và đặc biệt hơn nữa là cổ vũ về tinh thần cho các anh chị, các anh em chuyên viên tư vấn mới nè. Các chị biết là đi thi mà có nguyên đội cổ vũ ở phía dưới nữa. Rất là vui, rất là dễ thương. Và chúng em ở đây rất là trân quý những tình cảm đó của các anh chị. Và đó cũng là một cái động lực rất là lớn cho anh em, cho chị em chúng em ở đây sẽ luôn phát triển bản thân mình hơn nữa. Giống như hôm qua em có đọc, vô tình đọc cái Facebook của Thanh đó, nói là chúng ta sẽ không có gọi là cố định mình ở vị trí hiện tại nữa, tư duy mình phải luôn luôn phát triển, luôn luôn
đổi mới, luôn luôn tiến về phía trước, đúng không ạ? Tại vì khách hàng chúng ta là muốn mà muôn vẻ rất là nhiều đối tượng khác nhau, thì bên cạnh kiến thức về sinh trắc bóng tay, chúng ta còn phải có thêm những kiến thức nền xung quanh nữa, cần phải học hỏi, cần phải phát triển bản thân mình nhiều hơn nữa để có thể giúp cho cái công việc của mình mang đến nhiều giá trị cho khách hàng nhiều hơn. Đó là những cái tâm huyết mà đội ngũ chim tư mới chúng em mong muốn gửi đến công ty, và hứa hẹn sẽ là một cánh tay nối dài để trao nhiều cái công cụ sinh trắc bóng tay đến nhiều khách hàng hơn nữa trên trên toàn Việt Nam cũng như lớn ra thế giới. Giống như em hiện tại có nhiều bạn ở Mỹ, các bạn ở Nhật đang liên hệ để làm đó thầy. Đó, đó là một tín hiệu rất là vui cho mình trong thời gian sắp tới. Em xin cảm ơn ạ. Dạ, một tràng pháo tay nữa, chúng ta chào đón 8 chuyên viên tư vấn mới gia nhập vào cộng đồng của chúng ta nha cả nhà. Đó, những chuyên viên tư vấn hiện nay là phải ủng hộ cho các anh chị này ha, để chúng ta cùng hoàn thành xuất sắc cái vai trò của chúng ta, một người bác sĩ tâm hồn và xin chúc cho 8 em đạt được những cái thành công trên con đường mình đồng hành cùng với lại Youtuber. Và qua đây cũng nhắn nhủ mấy anh nam nha, trời sao đấy có 8 chị nữ rồi, mấy anh nam của Youtuber phải cố lên chứ ha. Dạ, đây xin mời các anh chị em mình quay lại chỗ ngồi ha. Và kính thưa các anh chị, trải qua một năm 2022 đầy biến động thử thách, để rồi ngày hôm nay tất cả chúng ta cùng tề tụ đông đủ về đây để chúng ta nhìn lại một chặng đường, chúng ta hòa chung niềm vui với đồng đội, với cộng đồng, và cùng nhau hướng tới năm 2022-2023 gặt hái được nhiều thành công. Và sau đây thì Quốc cũng xin mời cả nhà của chúng ta cùng hướng mắt về màn hình để chúng ta đến với một cái đoạn video clip, chúng ta nhìn lại những cái tóm tắt trong quá trình và con đường mà chúng ta đã trải qua trong năm vừa rồi ạ. Xin mời các anh chị ạ. Và chào đón các nhà vào cộng đồng nhiều yếu tố xuất sắc, tạo tiền đề cho một năm bứt phá thành bậc 2022. Và cũng trong 6 tháng đầu năm 2022, Youtube có hàng loạt những chương trình hoạt động kinh doanh thi đua sôi nổi từ cộng đồng nhằm hưởng ứng kỷ niệm 9 năm ngày thành lập, 9 năm một hành trình Youtube. Dự án mũi nhọn trong quý 3 năm 2022, Youtuber trao giá trị ra cộng đồng thông qua dự án khám phá bản thân kiến tạo sự nghiệp, với hơn 1.000 bài báo cáo sinh trắc phương tây được trao ra và giúp cho hàng nghìn người khám phá ra bản thân và kiến tạo nên một sự nghiệp thành công. Bên cạnh đó, đã có nhiều anh chị thông qua chương trình và buổi sự kiện Master Live Game làm chủ cuộc đời, và đã có những cảm xúc vỡ hòa, có hàng nghìn người tìm ra được chính mình và có được một chìa khóa của sự thành công đồng hành trong việc xây dựng sự nghiệp cùng với Youtuber. Dẫn những giá trị của sinh trắc phương tây và những chương trình đào tạo của Youtuber thật sự lan tỏa nhiều hơn nữa và đánh dấu những bước chân thật vững chãi tại thị trường Việt Nam, đồng thời khẳng định được sự kết hợp thành thạo của các sản phẩm nhân văn sinh trắc phương tây bảo hiểm nhân thọ. Chặng đường đáng tự hào trong xuyên suốt dưới 40 tuổi, Youtuber vinh dự được đồng hành cùng một trong những ngân hàng lớn nhất tại thị trường Việt Nam cho chuỗi sự kiện độc quyền từ Bắc chí Nam, đưa chương trình đào tạo đặc biệt khách hàng để trang bị kỹ năng chốt xây dựng cao cho các anh chị cán bộ nhân viên ngân hàng Việt Công Banh, và đồng thời gần 1.100 bài báo cáo sinh trắc phương tây được phối hợp cùng Việt Công Banh và FWD trao ra cho cán bộ nhân viên Việt Công Banh, từ đây đánh dấu một cột mốc hợp tác lâu dài bền vững và cùng phát triển của Youtuber đối với các đối tác ngân hàng. Bên cạnh những sự kiện, những cột mốc quan trọng kể trên mà cộng đồng Youtuber đã và luôn trao ra cho xã hội, chúng tôi, những sứ giả yêu thương của Youtuber, luôn dành thời gian để trau dồi, phát triển bản thân mỗi ngày, luôn đề cao tinh thần đội nhóm và không ngừng mang những giá trị tuyệt vời của sinh trắc phương tây đến với cộng đồng thông qua hàng loạt các chương trình, các sự kiện nổi cộng trong năm 2022, như sự kiện kết nối với các ngân hàng, trường mầm non, khu dân cư, các lớp học dành cho cộng đồng như lãnh đạo tạo kết quả, thiếu niên kỹ xuất, hay những chương trình đào tạo nội bộ, trở thành một thầy nghị quyết, tư duy xuất chúng, đào tạo đội ngũ chuyên viên tư vấn, đồng thời là các chương trình giao lưu giảng dạy cùng với nhau để có những tiêu thức thoải mái.
tin rằng một chuyến thâu quân của 2023 sẽ tiếp tục kế thừa những giá trị của năm cũ, có tầm nhìn tươi sáng về những mới, sản phẩm mới và những sự bứt phá tuyệt vời. Chúng ta sẽ hoàn thành những việc thi thường của bạn trong năm 2022. Và cái đó thì chúng ta vừa là nhìn lại một chặng đường trong năm 2022, từ đó có những định hướng kế hoạch đột phá trong năm 2023 cùng toàn thể đối tác trên toàn quốc. Và sau đây xin trân trọng kính mời anh Nguyễn Ngọc Huy, nhà sáng lập chủ tịch Vua Group, có đôi lời phát biểu trong chương trình ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời anh. Rồi, hello các anh chị, chào nhau bằng chào pháo tay thật lớn như này. Chúng ta đang đi tới những ngày cuối năm của Tết âm lịch, đúng không ạ? Cũng như là chúng ta vừa bắt đầu một cái năm mới được vài ngày thôi chị. Thì cái thời khắc này thì chúng ta có một cái khoảng thời gian để chúng ta cùng nhìn lại một cái năm đã qua và chúng ta hướng đến năm 2023 như thế nào. Rõ ràng đứng ở đây thời điểm này, tối ngày hôm qua các chị thì tôi được mời diễn thuyết trong một cái gala dinner của một cái group chuyên về làm đẹp cũng rất là lớn ở Sài Gòn. Thì tối ngày hôm qua đâu đó có khoảng gần 200 doanh nhân tham gia cái sự kiện đó. Thì trong cái buổi tiệc đó các chị thì ngồi chung một số cái doanh nhân cũng có mặt của cái ngành làm đẹp của Việt Nam mình đó. Thì các anh và các chị được chia sẻ rằng là cái năm 2022 là cái năm có thể nói rằng là đầy rẫy những cái sự khó khăn. Và nó là cái hệ lụy của 2 năm liên tục kéo dài chưa Covid. Thì các chị biết rằng là trong cái buổi nói chuyện ngày hôm qua tôi cũng có nói một người một câu rằng là trong cái cuộc đời này, nếu từ đây cho đến cuối đời nữa các anh chị, và sau này khi mà anh em chúng ta về hưu á, và người ta hỏi chúng ta rằng là đâu là những khoảnh khắc mà nó tạo ra cái ấn tượng lớn nhất trong cuộc đời này, thì chắc có lẽ là tất cả chúng ta đều đồng ý với nhau rằng là cái giây phút mà cái năm 2020-2021 là một thời khắc cực kỳ khó khăn với những biến cố liên tục xảy ra. Tối ngày hôm qua trong cái sự kiện đó thì người ta chiếu một cái video clip về cái hành trình của họ trong 3 năm vừa rồi đấy các chị. Thì chúng ta cũng thấy là họ rằng là họ có một cái ý chí rất là lớn mặc dù là khó khăn bủa vây. Và rồi 2020-2021 nó qua đi, thì 2022 khi mà chúng ta đang trong một cái sự hào hứng nhất định của các anh chị, một cái niềm tin rất lớn, một sự hứng khởi rất lớn từ đầu năm, thì cuối cùng rằng là và bắt đầu năm 2022 thì bắt đầu diễn ra chiến tranh của giữa Nga và Ukraine. Nếu mà các anh chị hình dung rằng là nếu các anh chị điều hành doanh nghiệp đó, thì các anh chị mới biết là cái chiến tranh đó nó ảnh hưởng đến kinh tế như thế nào. Chiến tranh nó diễn ra thì khủng hoảng năng lượng nó diễn ra, mà Nga là một trong những nước mà cung cấp cái nguồn năng lượng, cái dầu và xăng cái gì. Mà xăng và dầu là một trong những cái yếu tố cực kỳ quan trọng của nền kinh tế, khi nó đóng chiếm vai trò một cái vai trò rất lớn trong hệ thống logistics vận hành ở phía sau. Và khi mà xăng dầu hiếm như vậy, giá cả lại tăng vọt, lạm phát xảy ra, cũng liên bang Mỹ tăng cái lãi suất. Mà khi mà tăng lãi suất á, thì các chị hiểu rằng khi họ tăng lãi suất thì tất cả các quốc gia mà có giao dịch bằng đồng đô thì lại bị ảnh hưởng rất lớn, là bởi vì phải mua đô với giá rất là cao, xuất khẩu khó khăn, nhập khẩu cũng rất là khó khăn. Và do vậy là nó ảnh hưởng rất lớn. Tại Việt Nam lạm phát xảy ra, khủng hoảng trái phiếu xảy ra, niềm tin của mọi người vào nền kinh tế nó vô cùng bấp bênh trong cái năm vừa rồi. Và các chị nhìn thấy một cái năm mà nó trì trệ, còn thậm chí còn hơn cả năm 2020 khi mà Covid nó mới bắt đầu xuất hiện. Thì trải qua những cái năm rất là khó khăn như vậy thì các chị cũng liên tưởng rằng là tốc độ của YouPower vì thế nó cũng phải đi theo cái nguồn quay là nó phải chậm lại. Mặc dù nỗ lực của chúng tôi rất lớn các chị, các chị nhìn lại hành trình năm 2022, chúng tôi phải xoay chuyển cục diện để làm sao có thể nói năm 2022 mục tiêu của YouPower là gì? Là duy trì chứ không phải là phát triển. Và cũng rất là vui mừng thông báo với các anh chị rằng là chính cái sự nỗ lực đó, chính cái khả năng mà cái sức chịu đựng của chúng tôi như vậy,
Thì năm 2022 vừa rồi, tổng số lượng bài báo cáo, tổng số lượng khách hàng chúng ta phục vụ các chị gần 17.500 người. Chúng ta chạm được một cái mốc là gần 17.500 người. Mặc dù nó không phải là cái con số để mà chúng ta có thể gọi là chúng ta tự hào về đó, nhưng nó là cái con số chấp nhận được trong một giai đoạn cực kỳ khó khăn như vậy. Và các anh chị hình dung rằng là ở ngoài miền Bắc thì có một giai đoạn là không có hoạt động gì cả, bởi vì đầu tàu mất hết. Và người ta hỏi tôi rằng là sao, tại sao không đóng miền Bắc lại? Thật sự rằng là đối với chuyên môn đưa ra quyết định đóng một công ty nào đó, đóng một văn phòng đó, tức là nếu nhìn ở ngoài nhìn vô rất là dễ, nhưng mà đối với chuyên môn đó là đó là một cái gì đó nó phải cân nhắc rất nhiều thứ, cái yếu tố các anh chị. Và chúng tôi vẫn tiếp tục cố gắng nỗ lực duy trì hoạt động đó. Và cuối cùng là chúng ta lướt qua được một cái năm mà nó đầy thậm chí nó khó khăn hơn năm 2021. Và cũng chia sẻ với các anh chị là tối ngày hôm qua thì tôi trong cái bài buổi đó tôi chia sẻ với mọi người, chúng ta mất cái gì được chứ đừng bao giờ mất niềm tin. Và niềm tin của Yuma trong năm 2023 và những năm về sau đó chị, thậm chí nó vô cùng lớn. Chính những cái sự khó khăn đó các anh chị, khi mà chúng ta con người người ta cái gì, khi mà người ta khó khăn, chính những nghịch cảnh đó nó tạo ra một sức mạnh. Và thật sự là trải qua năm đó, những năm đó cái gì, câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu của tôi rằng là làm gì để xây dựng cuộc chiến, làm gì để tạo ra một sự đột phá. Và phân tích tất cả những tình hình từ tâm lý học, tâm sinh lý của cộng đồng mình luôn đó các anh chị, chứ không phải là đơn giản thôi. Tại sao năng lượng nó không cao như ngày xưa? Tại sao sự tập trung nó không cao như ngày xưa? Và có một cái chi tiết nhỏ mà tôi nghĩ là bản thân các anh chị ở đây cũng đồng ý rằng là cái cảm xúc của chúng ta, những người ngồi đây, của một vài người ngồi đây về sự chấp vào tay, nó không còn là cảm xúc của ngày xưa nữa, và nó bị vơi dần, đúng không ạ? Do vậy là cái sự tập trung của một vài đối tác về sự chấp vào tay không còn mạnh mẽ như xưa nữa. Và nếu cái chi tiết này nó không được giải quyết ngay hôm nay và nó tiếp tục kéo dài cho những năm sau, thì cái việc phát triển nó sẽ làm cho hội lớn. Vậy thì câu hỏi đặt ra là làm thế nào để thay đổi điều đó? Các chị có nhớ rằng là trong những cuộc họp ở năm 2021, 2022 hay là trong những buổi trà, cà phê mà nói chuyện với nhau, tôi vẫn hỏi các anh chị rằng là các anh chị có ý tưởng gì không? Các anh chị có thể góp ý, có nêu ý tưởng nào đó để Yuma tìm một cái sản phẩm nào đó hay không? Để mà thêm vào cái rổ sản phẩm của chúng ta. Và nó vẫn không có các anh chị. Nhưng mà luật hấp dẫn nó lại xuất hiện. Luật hấp dẫn nó là cái gì? Khi chúng ta trăn trở về một điều gì đó, khi chúng ta còn khao khát một điều gì đó, khi chúng ta còn căng mắt ra thì cửa sẽ mở, giống như gõ cửa, cửa sẽ mở. Khi chúng ta căng mắt ra thì chúng ta tìm kiếm. Và một trong những điều mà một lát nữa đây tôi sẽ chia sẻ với các anh chị, đó là một tín hiệu cực kỳ khả quan của năm 2023. Nhưng mà trước khi tôi nói về câu chuyện đó thì chúng ta sẽ chia sẻ với nhau một tí xíu về định hướng của năm 2023 các chị nha. Năm 2023 chúng ta sẽ tiếp tục theo đuổi những cái chiến lược vô cùng quan trọng. Thứ nhất là chúng ta sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh trong lĩnh vực đào tạo. Đây là cái món đặc sản của Yuma hơn các chị. Đây là món đặc sản của Yuma và chúng ta tiếp tục. Các anh chị biết rằng là chúng ta vừa thử nghiệm khá thành công chương trình lãnh đạo tạo kết quả. Và chương trình lãnh đạo tạo kết quả nó thành công, một trong những thành công. Không phải thành công về mặt doanh thu cái gì, điều đó là đương nhiên. Kết quả nó khác với chương trình bán hàng đỉnh cao từ ASEAN. Cái chương trình lãnh đạo tạo kết quả thì đối tượng đến tham dự chương trình này chất lượng hơn cái chương trình bán hàng. Và bởi vì cái chữ lãnh đạo nó đã lọc người, những người nào khao khát, những người nào có mục tiêu, người nào có hoài bão, người nào mong muốn phát triển bản thân, và người nào định hướng tôi sẽ là một ai đó, thì cái chữ lãnh đạo đó nó thu hút họ. Và khi họ đến đây thì cái thái độ họ, cái tâm huyết của họ, cái sự tập trung của họ lớn hơn rất nhiều so với chương trình bán hàng. Và bắt đầu tiếp tục cho năm sau, cho năm nay các chị cũng sẽ tiếp tục phát huy cái chương trình lãnh đạo tạo kết quả này. Cũng đồng thời các chương trình đào tạo về bán hàng, okay, chương trình về xây dựng đội nhóm kinh doanh, chương trình vào thời điểm thiết nó sẽ tiếp tục nó phát huy sức mạnh đó. Nhưng năm nay thì tôi và ban giám đốc
đang ra một kế hoạch là chúng ta sẽ phát triển lên các chương trình đào tạo về online và chúng ta đóng gói nó lại. Và tại sao chúng ta phát triển các chương trình online và đóng gói nó lại? Thì một lát nữa các anh chị sẽ biết lý do. Okay. Thì cái chiến lược đầu tiên là chúng ta sẽ tiếp tục phát huy cái thế mạnh của mình. Cái thứ hai là tầm nhìn của Jumbo là trở thành tổ chức khởi nghiệp hàng đầu Việt Nam. Và do đó đây là cái yếu tố không thể thiếu, đó là chúng ta tiếp tục phát triển, tập trung vào phát triển đội ngũ kinh doanh. Và năm 2023 chúng ta có những con đường mới, những cái hướng đi mới, những cái sinh kế mới. Và chắc chắn là mục tiêu này nó sẽ đạt được các anh chị. Và thậm chí tôi dám nói các anh chị, nếu anh em chúng ta hợp sức cùng với nhau, cùng làm với nhau, cùng một định hướng với nhau, cùng bắt tay vào nhau, thì tất cả những anh chị ngồi đây, tôi tin một điều chắc chắn là chúng ta sẽ bùng nổ. Bởi vì chúng ta có được những nguồn lực hỗ trợ rất lớn các anh chị trong năm 2023. Và thứ ba là triển khai mạnh mẽ sự chấp tay trong hệ thống các ngân hàng và các tổ chức khác. Và các anh chị nhìn lại đi ạ, chỉ có Jumbo chúng ta đang làm được việc đó. Chỉ có Jumbo chúng ta đang trở thành một tổ chức, một công ty, một doanh nghiệp làm về sự chấp tay chính thống bước vào được ngân hàng Việt Công. Các chương trình đào tạo cho Việt Công Banh vừa rồi các anh chị nó như muối bỏ biển nè. Nếu các anh chị biết rằng là toàn bộ hệ thống Việt Công Banh người ta có 29.000 nhân viên, và chúng ta mới đào tạo được đâu đó hơn 1.000 nhân viên thôi. Chúng ta đã cung cấp cho đâu đó khoảng 1.000 mấy trăm bài, gần 2.000 bài sinh chắc của ta cho toàn bộ hệ thống ngân hàng. Nhưng cái lớn nhất của chúng ta là gì? Cái điều được nhất chúng ta là gì? Chúng ta được chấp nhận. Sinh chắc của ta được chấp nhận. Và các anh chị có thể thấy là team ông vàng của anh Lê Ngọc Vân trong những tháng vừa qua là rong rủi từ Bắc Trung Nam, đúng không? Chưa có Bắc thôi, liên rủi từ rong rủi từ đồng bằng lên từ cao nguyên để làm, để trao những giá trị đó, và chúng ta được chấp nhận mọi chuyện đó. Vậy thì câu hỏi đặt ra là các anh chị có kế hoạch gì để các anh chị cùng với những người khác tiếp tục dùng sự chấp online, dùng mô hình này đi lan tỏa cho các ngân hàng khác. Đấy. Và cái thứ tư, chúng ta đầu tư vào công nghệ. Nó sẽ có một trong những cái thông tin nó làm cho các anh chị wow. Bởi vì bây giờ tôi cũng chưa muốn nói tới nhiều các anh chị. Có nghĩa rằng là năm nay Jumbo nó có một sự chuyển mình cực kỳ to lớn, khổng lồ. Nó có một sự chuyển mình rất khủng khiếp các anh chị trong năm nay. Và chúng tôi đang rao riết làm việc với các quỹ đầu tư. Và các anh chị hãy trông chờ vào việc đó. Và chúng ta sẽ có một cái nguồn lực cực lớn về mặt công nghệ. Và nếu chúng ta thành công trong cái phi vụ này thì chúng ta trở thành số 1 đứng về mặt công nghệ luôn nha các anh chị. Các anh chị biết là các đại lý tổ chức hiện nay như là The Bank, Assurant, Medici, đúng không? Các anh chị nghe nói họ về công nghệ. Nhưng nếu chúng ta thành công trong phi vụ này thì chúng ta đứng số 1 chứ không phải là số 2, đứng về công nghệ. Và cái điều này các anh chị, và cái điều này thật sự các anh chị là cái dự án này tôi đã theo đuổi nó các anh chị hơn một năm nay. Và bây giờ là nó đang ở phút đâu đó 75-80 rồi các anh chị. Và chỉ hết quý 1 thì chúng ta sẽ có thông tin chính thức là nó như thế nào về cái việc một cái phi vụ bom tấn diễn ra giữa Jubower và một trong những công ty có công nghệ số 1 ở Việt Nam. Và từ đó ai hưởng lợi? Chúng ta, những đối tác của chúng ta, những khách hàng của chúng ta, và đặc biệt là những anh chị đang ngồi đây là những người hưởng lợi nhiều nhất cho cái dự án này. Ok, hồi hộp và chờ đợi. Ok các chị ha. Thứ năm, đây là điều mà chúng ta đang kỳ vọng, đang chờ đợi. Thậm chí cái điều này, điều thứ tư và điều thứ năm đó các chị, nó là một cái sự, nó gọi là transform. Nó không phải thay đổi nữa các chị, nó là chuyển đổi các anh chị. Jumbo chúng ta năm 2023 này và những năm về sau nữa các anh chị, nó sẽ chuyển mình. Các anh chị mới thấy rằng là những gì chúng ta cố gắng thì chúng ta sẽ được đạt. Và tôi kỳ vọng vào việc chuyển tung sản phẩm này các anh chị. Và hôm nay tôi cũng dành thời gian các anh chị lưu ý
rất chú ý vào cái việc này nha anh chị. Một trong những sản phẩm trình đám, nếu các anh chị đi học tôi thì các anh chị biết rằng là tôi hay luôn luôn nhắc mọi người trong tư duy kinh doanh, một chúng ta phải là the first, hai chúng ta phải là the best. Đối với bạn sẽ chấp con tay, chúng ta không phải là the first, nhưng chúng ta là the best. Nhưng đối với sản phẩm mới chuẩn bị đưa về Việt Nam thì chúng ta là the first. First này không chỉ là first ở Việt Nam đâu, chúng ta là những doanh nghiệp, những tổ chức hiếm hoi trên thế giới bắt đầu tung sản phẩm này ra ở châu Á đó các anh chị. Và đương nhiên ở Việt Nam chúng ta là the first and là the unique, là duy nhất, bởi vì chúng ta trở thành độc quyền sản phẩm này tại Việt Nam. Tôi luôn luôn chăn trở với câu chuyện này là làm thế nào để thay đổi được cái thu nhập của các anh chị, làm thế nào đưa vào đó một cái năng lượng mới, một nguồn sinh khí mới, làm thế nào để tạo ra một cái năng lượng, một cái môi trường mới, một cái điều gì đó nó mới mẻ và đột phá, làm thế nào để đưa thêm vào rổ sản phẩm của Jumbo những sản phẩm mà nếu các anh chị đi học tôi vẫn trung thành với cái phễu sản phẩm là tất cả sản phẩm đó nó phải bổ khuyết cho nhau về mặt giá trị và nó phải phục vụ cùng một chân dung. Thế này nhớ bài học đó. Và tìm một sản phẩm, ngày xưa chúng ta có một sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, nhưng thú thật các anh chị là chúng ta chưa thành công, chúng ta không thành công. Chúng ta rất thành công năm 2020, 2021, nhưng 2022 chúng ta buộc phải dừng lại, bởi vì rất nhiều yếu tố là chúng ta làm theo mô hình đó chúng ta không thể cạnh tranh với những người khổng lồ. Chúng ta đi theo mô hình gọi là truyền thống đó, và chúng ta phải chờ đợi điểm thứ tư, công nghệ. Khi chúng ta hoàn tất được mạng công nghệ, chúng ta sẽ quay lại mạng bảo hiểm nhân thọ nữa, các anh chị. Và lúc này toàn bộ leader về bảo hiểm, tất cả những leader mà các anh chị tạo ra sẽ trung thành với công ty. Bởi vì sao ạ? Họ không dám đi, vì cái công nghệ này giúp cho họ bán hàng vô cùng dễ dàng. Tại sao? Đội nhóm của các anh chị sử dụng cái công nghệ này để bán hàng cách dễ dàng. Như vậy thì những người leader, một ai đó, công ty nào đó bỏ ra một số tiền mời các anh chị về làm, mời leader về làm, các anh chị cũng không thể bỏ đi. Bởi vì sao ạ? Bởi vì ở đây đội nhóm các chị kiếm tiền được, họ đi qua bên kia họ không kiếm tiền được, bởi vì ở đây họ có nguồn lực về công nghệ để hỗ trợ, đi qua chỗ khác họ không thể có nguồn lực này. Và khi chúng ta hoàn thành được công nghệ này, chúng ta sẽ quay trở lại mô hình của họ và chúng ta làm theo cách khác, bởi vì làm theo cách truyền thống chúng ta không thể đủ sức cạnh tranh với những kẻ khổng lồ. Nhưng mà nào, đó là cái rổ sản phẩm của những năm trước. Như vậy thì năm 2023 chúng ta tạm ngưng kinh doanh ở mạng bơi với họ. Vậy thì cái rổ sản phẩm của họ đặt ra là làm thế nào để chúng ta tiếp tục xây dựng hệ sinh thái sản phẩm của công ty, của Jumbo. Và giống như lúc nãy tôi nói các chị, những gì còn trăn trở, những gì mà chúng ta luôn ấp ủ, những gì chúng ta luôn luôn nghĩ tới, thì chúng ta đang sử dụng luật dẫn ba, chúng ta thấy được một cơ hội. Tháng 4 năm 2022, một cái cuộc gọi rất bất ngờ của một cái doanh nhân người Singapore, anh ấy là bạn của tôi, rất lâu rồi tôi không gặp anh ấy hỏi Huy khỏe không, thấy mày dạo này training rất là nhiều, thấy mày dạo này hình ảnh trên Facebook ngọc tràn, gõ Nguyễn Ngọc Huy trên Google nổi tiếng hơn ngày xưa nhiều quá, mình nói chat gì không chat. Huy uống cà phê đi, có kèo thơm. Đương nhiên mình dịch ra chỉ kèo thơm cho nó vui thôi. Người ta nói là ta có một cái business plan, ta có một cái project muốn bàn với mày, rất hấp dẫn. Huy ra gặp mày, thì tôi ra gặp Huy rồi. Và anh ấy chia sẻ với tôi về một cái dự án mà sắp tới có một công ty Singapore, ở họ từ Singapore qua, họ muốn tìm đối tác độc quyền ở Việt Nam. Và anh ấy nói sơ cho tôi nghe về dự án, thì tôi bắt đầu buồn tưởng. Tôi nói đưa cung cấp thông tin đây, tôi về tôi nghiên cứu.
Và khi tôi nghiên cứu xong các anh chị, thì tôi đọc xong thì bắt đầu tôi mường tượng đến cái rổ sản phẩm của mình. Và tôi xin yes, đối tác qua gặp đi. Tháng 6 đối tác qua. Thì khi tháng 6 đối tác qua các anh chị, lần đầu tiên tôi gặp đối tác và tôi bị thuyết phục bởi vì cái mô hình của sản phẩm, bởi vì giá trị của sản phẩm này. Và sản phẩm này nó là sản phẩm gì mà nó tạo ra một cái ấn tượng rất lớn như vậy. Và sau 6 tháng đó chị, chúng tôi deal với nhau, thương lượng nha. Thì các chị thấy trên Facebook cái tay khoảng tháng đó mà, thì đối tác đã chính thức, chúng ta đã chính thức ký hợp đồng trở thành độc quyền sản phẩm này tại Việt Nam. Và nó mở ra cơ hội rất mới. Thế thì sản phẩm này là cái gì vậy? Và các chị hình dung nè, chúng ta luôn luôn, các kiến thức mà tôi nói trong các chương trình đào tạo, chúng ta luôn luôn nói để thành công chúng ta cần phải có ba yếu tố. Một, chúng ta cần phải có một nền tảng tư duy đúng. Thứ hai, chúng ta cần phải có một kiến thức nó thực chiến. Và thứ ba, chúng ta cần phải có một kỹ năng nó hoàn hảo. Như vậy tư duy, kiến thức, kỹ năng nó là bộ ba để chúng ta thành công, đúng không ạ? Nhưng mà các chương trình đào tạo tư duy từ NLP đến các chương trình đào tạo về tư duy của các anh chị trainer, đến cuốn sách nói về tư duy, chúng ta đọc thấy rất hay. Những vấn đề quan trọng là chúng ta áp dụng được không, ứng dụng được không? Câu trả lời là không. Chỉ một phần trong đó thôi. Tại sao? Là bởi 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày vẫn còn đau, quay trở lại tái khám. Thôi cái này phải đi chụp em ra, cái này phải nổ sôi. Và khi nổ sôi thì nó phát hiện ra có một khối u nào đó ở trong bộ đầu lồn của chúng ta. À, khối u này nguy cơ ung thư lỡ lét. Như vậy thì nguyên nhân đau là tại này, chứ không phải là đau bụng do ngộ độc thực phẩm hay là đau bao tử. Và lúc đó người ta kê một cái dạng lộ, một cái giải pháp để người ta điều trị. Và sau đó thì cái bệnh đó nó được giải quyết, cái chứng đau bụng nó được giải quyết. Tư duy con người của bạn, chúng ta không biết là chúng ta mắc kẹt trong cái gì. Và chúng ta đi học, chúng ta phát triển bản thân. Nhưng rõ ràng là các anh chị có phát triển bản thân không? Có. Nhưng các chị biết các chị mắc kẹt trong tư duy chỗ nào không? Câu trả lời vẫn là không. Nhưng có phương pháp nào để nội soi cái mindset của mình không? Có phương pháp nào để nội soi cái bộ não của mình xem là tư duy của anh mắc kẹt trong vấn đề gì cụ thể, nó là cái chi tiết gì không? Thì xin thưa các chị, trên thế giới không có. Người ta vẫn đưa ra lý thuyết, Maxwell vẫn đưa ra một cái lý thuyết về fixed mindset và grow mindset, tư duy cố định và tư duy phát triển. Nhưng họ, đó là những nghiên cứu về mặt giống như là lâm sàng. Và sau đó nó được Grow Asia cho sao tâm của Singapore. 5 năm trời họ cùng đội ngũ nghiên cứu của các giáo sư, của các nhà tâm lý học, để họ tạo ra được một sản phẩm mà nó có thể bắt bệnh chính xác tư duy của anh mắc kẹt trong vấn đề gì, mà cái mắc kẹt đó mang lại một cái hầu. Cái mind power này các chị, cái mind power này nó giải quyết cái gì cho chúng ta này? Ví dụ đây là những cái gợi ý, đây là những vấn đề mà, đây là những cái trăn trở, đây là những nỗi ám ảnh của người ta. Có bao giờ mình tự hỏi rằng là tôi có một nền tảng kiến thức và kỹ năng tốt nhưng sự nghiệp tôi vẫn không cất cánh như kỳ vọng? Và cái điều này được nhìn thấy rất rõ của hàng triệu 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 người ở ngoài kia, 2-3 bằng đại học, tiến sĩ, thạc sĩ, vân vân và mây mây. Kỹ năng thì rất tuyệt vời, ăn nói thì rất là trôi chảy, giao tiếp thì rất là thông thiện, kiến thức thì nói thao thao bất tuyệt, diễn thuyết trên sân khấu thì đầy hấp dẫn, nhưng thành công nó chưa đến, sự nghiệp vẫn không cất cánh, tiền bạc cũng không có, nghèo lại nghèo, khó khăn lại khó khăn. Cái điều đó là những người ngồi trong đây đang mắc kẹt luôn đó. Các chị thấy chưa? Vậy thì cái câu hỏi này nó vẫn ám ảnh chúng ta mà chúng ta không có thuốc để trị.
Có bao giờ bạn tự hỏi rằng là bạn là người chăm chỉ á, cẩn trọng á, làm việc rất là cẩn trọng, rất là chăm chỉ và luôn được đánh giá cao trong công việc, nhưng kết quả vẫn luôn nghèo nàn và không thể đột phá? Ồ, tôi chăm chỉ mà, ồ, tôi rất cẩn trọng, nhưng kết quả không đột phá. Nó chỉ là sự trọn vẹn trong công việc thôi, chứ kết quả nó không đột phá. Ủa tại, và bạn đã có hỏi, ủa tại sao mà? Ủa tại sao vậy? Tôi chăm chỉ mà, tôi làm việc rất cẩn trọng mà, mọi thứ kế hoạch rõ ràng này, mọi thứ chỉnh chu nè, chiến lược kế hoạch bước 1, bước 2, bước 3 quy trình chặt chẽ nè, nhưng tại sao tôi không đột phá được trong kết quả công việc? Tôi mắc kẹt cái gì? Các chị biết những ai mắc kẹt cái này không? Nếu chủ vân tay, những ai mắc kẹt cái này? Tay mắc kẹt cái này. Cái điều đó nó không sai, tay không đúng, không sai, không hay, không dở, không tốt, không xấu. Nhưng cái lý giải đó cho họ được là gì? Mọi thứ hoàn hảo em mới bắt đầu anh này. Đây là cái kiểu tư duy nè. Mọi thứ hoàn hảo em mới bắt đầu, chứ em không phải bắt đầu để hoàn hảo. Đây là kiểu kiểu tư duy này các anh chị. Em thấy rõ con đường thì em mới đi. Em biết rõ con đường này, em nắm trong lòng bàn tay em mới đi. Chứ còn nếu chỉ có một định hướng ở phương Bắc, nó có những điều tuyệt vời chờ đợi em, không bao giờ em dám bước tới. Và như thế, sự cầu toàn, sự an toàn của một cái lối tư duy cầu toàn. Cái này nên nhớ là tư duy này không đúng sai hay dở tốt xấu, ok? Nhưng kết quả và sự hệ lụy của nó thì nó sẽ, nó đã diễn ra. Như vậy khi bạn tự hỏi điều này á, bạn cũng không biết là mình mắc kẹt ở đâu. Rồi có bao giờ mình hỏi đã nhiều lần bạn tiếc nuối vì một mất một cơ hội nào đó, mặc dù sau đó khi nhìn lại bạn thấy rõ ràng là mình đã quyết định sai rồi. Và điều gì khiến bạn do dự khi đưa ra cái quyết định đó? Cách đây 5 năm khi bất động sản nó, cái giá nó còn rất thơm, tôi đứng trước một sự tư vấn. Lúc đó có 3-4 người cùng cân nhắc xem là có nên đầu tư vào dự án này không. Và tôi là người đầu tiên say no. Và sau đó cái thằng đi chung, nó kiếm được cả 1 triệu đô sau 5 năm đầu tư vào cái dự án đó. Tôi lắng nghe một cái người bạn mang một cái cơ hội kinh doanh tới. Trong đầu tôi luôn luôn xuất hiện những dấu hỏi rất lớn. Thằng bạn nó nói, mày quyết định đi, cơ hội đổi đời đó. Và tôi có do dự, tôi có ổn ờ, tôi do dự, cân nhắc, phân tích. Cuối cùng tôi để người khác nó mất cơ hội đó. Và sau một thời gian, khi quay lại tôi nói, giá như mà ngày đó tôi lấy cái cơ hội đó thì bây giờ đời đã khác. Tại sao chúng ta lại mắc kẹt trong cái câu chuyện này? Có bao giờ bạn tự hỏi xung quanh bạn có rất nhiều người trông có vẻ rất tầm thường nhưng họ lại thành công, còn bạn thì không? Cũng giống như câu chuyện tôi hay kể, mấy đứa học chung mình lớp 12 đại học, nhiều thằng học ngu bỏ mẹ đúng không? Bây giờ đi học lớp quay trở lại gặp tụi nó, ôi chú cha tụi nó thành công, ôi tụi nó giàu quá. Hoặc là một cái anh chàng nào đó mình nhìn thấy rất bình thường, trong khi tôi là cái người mặt ngoài mặt mũi đều sáng láng, ok, dòng 1, dòng 2, dòng 3 nó ngon. Ủa tại sao, điều gì mà tôi vẫn không thành công vậy? Và những cái điều này cái gì nó trở thành cái nỗi ám ảnh. Bạn biết rằng mình là người có khả năng, nhưng bạn cũng biết rằng mình sai ở đâu đó. Bạn biết mình có khả năng, và đồng thời bạn cũng biết là bạn sai ở đâu đó. Nhưng đó là ở đâu, đúng không? Bạn biết là mình sai ở đó, nhưng không thể tìm ra đâu là vấn đề. Và những điều này nó là một cái nỗi ám ảnh, nó là sự trăn trở. Và luôn đặt ra câu hỏi cho chính bản thân mình, thành công tôi phải làm sao?
thì những điều này ở ngoài kia nhiều người vướng không? Nhiều hay rất nhiều cái gì? Cho phép hỏi những trăn trở này, ngồi trong lớp học này, ai đang vướng phải những trăn trở này? Giơ tay cao tôi thấy này. Tôi. Tất cả mọi người vướng. Kể cả tôi vướng. Vậy thì chúng ta đừng nói giống như ngày xưa là em đau bụng. Chúng ta đừng nói ngày xưa là tư duy em có vấn đề nằm ở chỗ nào. Ok, thì my power nó sẽ giải quyết cho chúng ta. My power nó sẽ giải quyết cho chúng ta. Nó sẽ đi phân tích cho các bạn biết. Nó sẽ có 3 vùng tư duy. Vùng tư duy đầu tiên nó gọi là fixed mindset, là tư duy cố định. Tư duy cố định do môi trường hình thành, do dạy dỗ hình thành, do tính cách, do quan điểm nó hình thành nên cái tư duy này. Và xin lưu ý là tư duy cố định hoặc tư duy phát triển thì không phải là có tư duy, không phải là tư duy nào đúng, tư duy nào sai nha. Không phải tư duy nào tốt, tư duy nào xấu. Trong cố định nó sẽ có những tư duy tốt và tư duy không tốt. Trong tư duy phát triển nó sẽ có những tư duy tốt và tư duy không tốt. Tôi nói ví dụ, bạn đang tư duy cố định, bạn đang có một tư duy rất tốt. Bạn hiểu rằng cho đi là nhận lại. Bạn hiểu rằng khi tôi trao giá trị càng nhiều cho xã hội thì xã hội sẽ trả ngược lại tôi những giá trị khác được quy đổi bằng tiền. Tư duy cố định đó. Và thế là bạn sống mở lòng, phóng khoáng, hào sảng, cho đi. Nhưng một thời gian cho nhiều quá rồi nhưng yes. Và bạn đang cảm thấy rằng là cái việc này, việc làm này của bạn đang bị lợi dụng thì phải à? Bị nhiều người lợi dụng quá. Thế rằng là bạn sẽ thay đổi. Thì ở ngay cái vùng này, thì cái vùng ở giữa đó các bạn, nó gọi là vùng transition mindset, vùng tư duy chuyển đổi. Lúc vùng tư duy chuyển đổi là đang trong quá trình thay đổi. Và sau một thời gian bạn phát triển cái tư duy đó. Như vậy từ tư duy là cho đi mà không dừng lại thì bạn thay đổi lên tư duy phát triển. Lúc này bạn trở thành người ích kỷ. Okay. Người chỉ nghĩ cho riêng mình. Như vậy từ tốt chuyển lên không tốt. Đúng không? Hoặc ngược lại, bây giờ bạn sống mà không cho ai hết. Và bạn phát triển là bạn trở thành người hào sảng, phóng khoáng, cho đi, mở lòng. Bạn hình dung mà. Như vậy trong fixed mindset và grow mindset nó chứa đựng rất nhiều thứ. Và sản phẩm này, nghiên cứu này, nó nghiên cứu dựa trên 5 dimension, có là 5 khía cạnh của tư duy. Đương nhiên nó có nhiều khía cạnh khác nhau, nhưng người ta tập trung vào 5 khía cạnh. Mà 5 khía cạnh đó ảnh hưởng trực tiếp đến con đường sự nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến sự giàu có và hạnh phúc của mình. Và 5 khía cạnh đó, khía cạnh đầu tiên, tư duy trong khía cạnh đầu tiên người ta nghiên cứu, đó là tư duy học hỏi và phát triển bản thân. Ở khía cạnh học hỏi và phát triển bản thân. Ở tư duy thứ hai, khía cạnh thứ hai người ta nghiên cứu, tiếng Anh nó gọi là bounce back. Có nghĩa là bounce back là gì? Khả năng bật dậy sau thất bại, khả năng đứng lên sau vấp ngã. Nó nói lên cái sự kiên định, bền bỉ, bản lĩnh của một con người. Ví dụ như người ta nói, cô Thanh Lê, chị Thanh Lê, chị ấy vấp rất nhiều lần, chị ấy thất bại rất nhiều lần, chị ấy bị rất nhiều những biến cố ập tới, nhưng người ta thấy chị Thanh Lê vẫn là một người vô cùng mạnh mẽ, kiên định và bền bỉ với mục tiêu của mình. Thì ở khía cạnh đó, bên trong tư duy bạn, nó đúng hay sai, nó tốt hay xấu. Khía cạnh thứ ba,
đó là risk taking, chấp nhận rủi ro, nắm bắt cơ hội. Ở khía cạnh này, vùng tư duy cố định của bạn là như thế nào, vùng tư duy chuyển đổi của bạn như thế nào, và khi bạn làm trách nhiệm đó, bạn chọn, bạn làm trách nhiệm đó, nó sẽ xác định cho bạn là lý do tại sao bạn muốn được nghèo, lý do tại sao bạn giàu rồi lại nghèo, cả hai hướng. Thứ tư đó là khía cạnh của cái chữ tiếng Anh, nó gọi là move forward, tiến về phía trước, tiến về phía trước. Bạn có hướng về phía trước, bạn luôn luôn hướng về mục tiêu bạn không? Bạn luôn luôn có một tư duy là hoàn thành công việc bất chấp những barrier, những rào cản, bất chấp những khó khăn. Bởi vì sẽ có rất nhiều người trong cái team, người ta chưa có kinh nghiệm, người ta chưa có trải nghiệm, và người ta không dám bước tới. Bạn thấy nhiều người không ạ? Giống như bây giờ rủ họ đi kinh doanh đi, họ nói em chưa có kinh nghiệm, em dám làm, chờ em có kinh nghiệm rồi mới làm. Hay là trong công việc đó, điều này em chưa biết nên hãy chỉ em đi, còn không chỉ em đứng luôn, em không làm, em không nghiên cứu, không khám phá, em không tìm tòi, em không dám bước tới, bởi vì em ngại, em không làm được, em ngại rủi ro. Vì cái nó move forward đó, cái khía cạnh đó, bạn có mắc kẹt hay không? Và mắc kẹt như vậy thì giải pháp là gì? Và khía cạnh thứ năm, nó gọi là khía cạnh của lòng tự tôn. Lòng tự tôn là gì? Cái lòng tự tôn của bạn lớn hay nhỏ? Lòng tự tôn của bạn là sao? Tôi nói ví dụ, khi tôi làm cái bài báo cáo này, tôi được mình 95% tự nhiên tôi làm được nó. Nhất là lòng tự tôn. Anh chị em nào làm việc với tôi đều biết. Tôi hợp với mọi người cái gì? Trước đây cũng vậy, phát triển một dự án, làm cái dự án gì đó, tôi hợp với mọi người và tôi nói rằng là tụi em làm đi, tụi mày đừng có cãi nữa. 20 năm kinh nghiệm mà, tao trải qua biết bao nhiêu cái câu chuyện tương tự như thế này rồi. Những công việc như thế này tao đã trải qua, từng kinh qua, thất bại có thành công đó. Do đó đừng tranh cãi nữa, không cần mất thời gian để nghĩ nữa, do it, làm đi. Và thế là đội ngũ sẵn quần sẵn áo lên các bạn. Nhưng mà ở bên trong nó không happy. Nó ông nội là cái tôi cao quá, lòng tự tôn của cha này nó rồi. Tự nhiên cái lòng tự tôn nó hiện như vậy thì chúng ta bóp chết cái sự sáng tạo của đội ngũ. Okay. Chúng ta không cho phép những ý tưởng mới, những ý tưởng táo bạo xuất hiện. Bởi vì sao? Nó lập khuôn theo theo cái cách mà chúng ta tư duy. Cái lòng tự tôn. Hôm nay vô công ty gặp nó không cười nó, cái nó buồn. Nó làm cái việc gì đó phải công cơ, nó phải vinh danh, phải đưa nó, phải recognition nó. Còn thôi nó nói rằng là sếp không có tôn trọng em. Nó không làm khía cạnh của lòng tự tôn cái gì. À, thế thì khía cạnh này nó ảnh hưởng như thế nào của chúng ta? Chúng ta có bị mắc kẹt hay không? Nếu tôi nói về năm khía cạnh này thì các anh chị tôi biết một chắc chắn là các chị đang rà soát là bên trong các anh chị. Nhưng xin thưa các chị rà soát là các chị rà soát bằng ý thức. Còn những gì nó nằm sâu trong vô thức, chìm trong tiềm thức và nằm sâu trong vô thức, chúng ta có phát hiện được không? Không. Thì cái nghiên cứu này, cái sản phẩm này, nó giúp cho chúng ta làm cái điều đó. Nó giúp cho chúng ta làm được cái điều đó. Tức là trong cái bài trách nhiệm đó, 40 nhóm, nó gọi là một nhóm như vậy các chị, nó có 3 cái phát ngôn. Và việc của chúng ta là chọn 3 phát ngôn đó, cái nào giống mình phát ngôn nhất, cái nào giống con người mình nhất, cái thứ hai là gần giống mình nhất, cái thứ ba là ít giống mình nhất.
Và các anh chị tập trung vào mỗi một nhóm như vậy, các anh chị có tối đa 90 giây để hoàn thành. Lố 90 giây, nó đổi cơ hội khác, nó đổi một nhóm khác cho các anh chị. Để các anh chị không có thời gian nghỉ, bởi vì nghỉ nó là ý thức. Các anh chị trả lời bằng tiềm thức, vô thức của mình. Okay. Và sau khi kết thúc khoảng 40 phút, ít nhất là 40 phút, thì một bài báo cáo về tư duy My Power nó sẽ được gửi lại cho các anh chị. Và trong đó nó phân tích rất rõ bạn nằm ở vùng nào và vùng này nó ảnh hưởng như thế nào ở hiện tại của mình. Nhóm tư duy, khía cạnh tư duy nào bạn ở vùng phát triển mà phát triển tốt hay không tốt, và nó ảnh hưởng gì đến cuộc đời bạn. Và tất cả những vấn đề bạn nó sẽ được liệt kê ra. Nó giống như cái bản xin chắc online, nó sẽ có những khuyến nghị cho mình. Như vậy thì nó giải quyết được một cái vấn đề là suốt chừng ấy năm trời chúng ta cố gắng, chúng ta nỗ lực, chúng ta chăm chỉ, chúng ta tận lực, nhưng chúng ta không đạt được. Rồi cuối cùng chúng ta vẫn không biết được nó giải quyết cái câu chuyện chúng ta mắc kẹt ở đâu. Thì sản phẩm này nó sẽ giúp chúng ta giải quyết được câu chuyện đó. My Power là một công cụ đo lường tư duy độc đáo mà bạn cần phải sở hữu nếu muốn rút ngắn bước đường thành công, hạnh phúc và thịnh vượng của mình. Với công cụ này, chúng tôi có thể giúp bạn xác định được chính xác tư duy hiện tại của bạn đang nằm ở vùng nào, từ đó đưa cho bạn khuyến nghị để thay đổi và phát triển. Đồng thời, thông qua sự đồng hành và huấn luyện của những chuyên gia của Yuba One, thì khi cái sản phẩm này nó tung ra các anh chị, thì Yuba sẽ có các chương trình đào tạo cho các anh chị. Và đồng thời, Yuba sẽ mở ra một cơ hội để những ai yêu thích công việc của một người consultant, của một người coach và đi theo con đường này nữa. Đó là chúng ta, bên cạnh sinh chất của ta, chúng ta gọi là chuyên viên tư vấn. Thì sản phẩm này chúng ta gọi các bạn là Life Coach. Sẽ có những chương trình đào tạo để các bạn trở thành một Life Coach. Và nếu như chỉ là NLP và người ta ngồi nói các bạn, thì lúc đó có thể may mắn á thì được bắt trúng mệnh. Nhưng mà không có được một cái công cụ chính xác đo lường nào. Nhưng mà ở với cái công cụ này, chúng ta biết rất rõ người đối diện chúng ta họ đang mắc kẹt về cái gì, và từ đó chúng ta sẽ định hướng cho họ. Ok, chúng ta sẽ giải quyết vấn đề cho họ. Và do đó My Power là một công cụ độc đáo duy nhất hiện nay tại Việt Nam, và chúng ta vinh dự là độc quyền. Có thấy một chân trời cực mới mở ra không ạ? Quy trình thực hiện bài báo cáo này như sau. Thứ nhất, truy cập website www.mypower.vn. Bây giờ chưa có. Trời ơi, vừa nói luôn chứ là chỉ quyền à. Domain mua rồi, hosting xong rồi, đang phát triển sản phẩm mà đang gắn vô. Từ từ. Điên tĩnh nghe. Truy cập website. Thứ hai, điền thông tin của cá nhân. Thứ ba, trả tiền trước cái đặt. Thanh toán qua VNP. Cái điều rất hay của sản phẩm này, điều rất tiện lợi của sản phẩm này, nó khác sinh chất công tay. Đó là gì? Sinh chất công tay các bạn phải gặp khách hàng để bạn scan. Còn cái này không cần phải gặp gỡ. Ok. Muốn bán ở đâu bán? Bán Mỹ, bán Úc, bán châu Âu, bán Canada, bán Việt Nam. Muốn bán ở đâu bán? Được chưa nào? Chuyện kể cả chuyện cost người ta cũng vậy đó. Cost bằng Zoom, cost bằng trực tiếp, cost bằng gián tiếp. Vậy thì sau khi đó tiền lên xong, thanh toán một tiền về cổng thanh toán, click vào thanh toán, nó hiện ra một cổng thanh toán. Okay. Trả tiền vô đó, enter. Hệ thống phần mềm sẽ cho phép bạn truy cập vào đường link để bạn làm trách nhiệm trả lời câu hỏi. Sau khi trả lời xong, ok, bấm submit, thì trong vòng 30 giây
30 ngày. Các con tay là từ 7 đến 14 ngày đúng không? Còn này là 30 giây nhận được bài báo cáo vào bộ giải pháp. Bộ giải pháp giống như xin chắc tay cho chị các video clip để chia sẻ với họ về sản phẩm là như thế nào, hiểu nó như thế nào. Và nếu trong trường hợp mà khách hàng nói rằng tôi vẫn muốn được tư vấn thì xin mời anh mua voucher. À, tôi vẫn muốn được cost thì mua voucher cost. Okay. Và sau đó nếu họ mua voucher cost thì live cost, những người được certify giống như sinh chắc này sẽ có cho họ được như này. Và các bạn nhìn thấy một cái cơ hội rất lớn mở ra cho chúng ta chưa? Lớn không? Hấp dẫn không? Hấp không? Hấp. Nhưng hấp hơn chính là cái kiểu sản phẩm mà chúng ta xây. Như vậy thì khách hàng đó đầu tiên họ mua MyPower. Okay. MyPower nó giải quyết câu chuyện về tư duy. Nhưng để thành công trong cuộc sống này cần phải tư duy, kiến thức và kỹ năng. MyPower nói về tư duy, còn xin chắc bông tay là về năng lực. Kiến thức và kỹ năng nó là năng lực. Như vậy cặp sản phẩm này nó một lần nữa trở thành cặp sản phẩm hoàn hảo. Đúng rồi, nó trở thành cặp sản phẩm. Và lúc này chúng ta khách hàng có lựa chọn: một, mua MyPower; hai, mua sinh chắc hơn cơ bộ. Ví dụ mua này với giá anh là đồng, mua này với giá 3.3 triệu cộng lại nên thì nó là nhiều. Như mua cặp này chúng ta có một cái, có một cái gì đó đúng không, có một cái discount gì đó để khách hàng mua cặp sản phẩm này. Rồi mindset ra đây là gì? Tất cả những người mua MyPower thì sẽ được tham dự một chương trình đào tạo về tư duy 3 ngày với một chi phí cực kỳ hấp dẫn. Chúng ta, tất cả những khách hàng tham dự thì đặc quyền của họ là tham dự Mindset Training với giá rất hấp dẫn. Và khi các anh chị bán cái chương trình này, các anh chị có tiền không? Có tiền bình thường các anh chị nha. Và trong 3 ngày này chúng ta lại tiếp tục trao giá trị, cài đặt họ và tiếp tục chốt. Đây là cái phép chúng ta đi. Và Mindset Training này có thể chọn online hoặc offline. Họ offline gửi đường link, truy cập vào website, họ tự truy cập vào, họ tự học, họ được quyền login vào, họ được quyền access vào hình dung trên này và sau đó họ trở thành đối tác. Như vậy về mặt logic thì các chúng ta có thể thấy rằng là tất cả các sản phẩm này nó phục vụ cho cùng một đối tượng, đúng không nè? Và logic rằng là nếu bây giờ người ta nói thôi để em mua sinh chắc bao tay trước rồi MyPower từ từ hướng tính, các bạn bán không? Bán không? Bán sao không bán? Rồi người ta nói thôi để làm đối tác đi, tôi là đối tác thì tôi vô đây tôi mua cho nó rẻ, bán không? Bán sao không bán? Nhưng mà đứng về logic của việc sản phẩm thì một anh A nào đó ảnh mua MyPower giải quyết câu chuyện tư duy. Và chúng ta có thể nói là gì? Anh nên nhớ rằng là thành công chúng ta cần 3 yếu tố. Thành công cần 2 yếu tố rất lớn: tư duy và năng lực. Mai mua giải quyết cho anh cái việc vấn đề tư duy. Nhưng nếu anh có một cái tư duy tốt nhưng ngược lại anh làm một cái việc gì đó không đúng sở trường của anh thì có thành công được không? Không. Hoặc là bây giờ anh làm một cái việc gì đó đúng sở trường của anh nhưng anh không sở hữu một nền tảng tư duy đủ tốt thì thành công không? Cũng không.
Thì đó, muốn thành công, muốn rút ngắn con đường, muốn đừng lay hoay nữa, muốn nhìn thấy được cái bức tranh tuyệt vời, muốn đạt được mục tiêu trong cuộc sống, thì chỉ có một con đường duy nhất là sở hữu cặp sản phẩm này. Được chưa nào? Và lúc đó người ta mua Mindpower, người ta mua sinh chất hôm nay. Nhưng rồi đối tượng mua Mindpower là những người trưởng thành, người ta mua sinh chất hôm nay. Và khi người ta cảm nhận được sinh chất hôm nay, mà những người trưởng thành thì nó có vợ, có con, có gia đình không? Nó có cháu, có chắc không? Vậy thì nó thấy sinh chất hôm nay vậy, nó có làm cho con nó không? Có. Thì lúc này chúng ta bán cho họ chứ, rồi sau đó chúng ta mới tính đến cái câu chuyện chúng ta lột luôn cái gia phả nó. Ok không? Sau đó buồn anh sẽ cho nên mà thì đây là cái phễu sản phẩm của chúng ta, và sắp tới đây chúng ta sẽ follow nó. Như vậy thị trường mục tiêu chúng ta đối với khách hàng tiềm năng của Mindpower độ tuổi 24 trở lên, tại sao đây là khuyến nghị nha các bạn, tại sao 24 trở lên? Những người tốt nghiệp đại học 21, 22 tuổi họ đi làm một vài năm rồi và bắt đầu họ mắc kẹt rồi, họ bắt đầu họ có những biến cố, họ có những nghịch cảnh, họ có những nỗi đau rồi, họ có những vấn đề, thì Mindpower rất phù hợp cho những người trưởng thành tuổi từ 24 trở lên. Nhưng mà rồi thằng đó 23 tuổi nó, chị Trang em 23 tuổi, chị Trang có bán cho em không? Chị Trang nó không, mẹ ơi, công ty đã quy định 24 mới bán, có không chị Trang? Không, đúng không? Đương nhiên rồi. Ai người đi làm cấp quản lý, chủ doanh nghiệp, giám đốc doanh nghiệp, trưởng phòng ban, phó giám đốc, miễn cấp quản lý, chủ doanh nghiệp kinh doanh tự do, thị trường chúng ta khổng lồ rộng lắm. Mà ngồi ngay tại lúc này chắc có các chị liệt kê này, chắc cả trăm người trong đầu các chị rồi, đúng không? Rồi có mục tiêu và mong muốn thay đổi đối tượng doanh nghiệp, khách hàng chúng ta là doanh nghiệp được không? Ủa, chúng ta bán cho bên bảo hiểm nhân thọ được không? Chúng ta bán cho ngân hàng được không? Chúng ta bán cho các công ty headhunter săn đầu người như Navigos, Vietnam World, trong cơm đó các gì? Tại sao? Tại vì những nhân sự đó họ cũng cần phải được test về mindset, đúng không nào? Các công ty về bán hàng đa cấp được không? Được. Tập đoàn lớn được không? Các công ty bán hàng đa cấp họ mua sản phẩm này để làm gì? Họ thu hút đội ngũ. Rồi. Nhưng mà ở đây sống tại Việt Nam bình thường. Nhưng bắt đầu kể từ tháng 3 và chính thức từ tháng 6 đi, thì kinh doanh của chị bắt đầu hỏi: ê, mày làm kinh doanh hả? Kinh doanh mày bán ở đâu? Tao là global business. Đúng rồi, chúng ta bán cho toàn cầu. Các chị có người thân bên Mỹ không? Có người thân bạn bè Mỹ, Úc, Canada, Pháp, Nhật, Hàn Quốc không? Đúng không nè? Và chúng ta bán được không? Được. Bán được nhưng không tuyển được nha. Bán được nhưng không tuyển được, cái chuyện đó là quy định của hợp đồng. Tại vì khi mà tuyển á, ví dụ như là Trang ở bên Mỹ đi, bây giờ Thanh Lê tuyển Trang bên Mỹ, thì Trang ngồi bên đó, Trang gửi cái đường link này, gửi sản phẩm này cho bạn bè của Trang bên Mỹ, đúng không ạ? Thì người ta bắt cái IP mà em đang ngồi để em gửi là cái địa chỉ của nước sở tại mà người ta không chấp nhận, tại vì ở bên Mỹ nó cũng sẽ có độc quyền của nó, em hiểu không? Thành ra là chúng ta chỉ bán thôi chứ chúng ta không xây dựng để nó không có. Rồi, nhưng mà ở Việt Nam không làm mệt không? Việt Nam không khai thác còn không hết, đúng không? Rồi, thị trường mục tiêu đối tác Việt Nam chúng ta là ai? Cũng độ tuổi từ 24 trở lên, thích kinh doanh, ham học hỏi, có mục tiêu. Và những người này làm trong lĩnh vực nào? Họ làm chủ doanh nghiệp, họ làm bảo hiểm, họ làm MLM, họ làm MMO. MMO là gì? Make money online. Họ làm affiliate của Shopee, của Taka, là gì á? California. Lazada. Đúng không nè?
rồi kinh doanh tự do. Do đó chúng ta có thể thấy tiềm năng của sản phẩm này là khổng lồ. Kế hoạch triển khai ngày 19 tháng 2, GCA được viết tắt của chữ Pro Consulting, Pro Consulting ACA, người ta sẽ hoàn tất việc chuyển giao. 20 đến 24 tháng 2 sẽ huấn luyện nội bộ cho YouPower. 26 tháng 2 chúng ta chính thức làm một cái sự kiện gọi là relaunch. Relaunch là gì? Một trong những chiến lược cực kỳ quan trọng trong việc tạo, trong việc bán một sản phẩm hoàn toàn mới, đó là việc làm tìm thị trường. Relaunch hiểu nôm na là tìm thị trường. Chúng ta chưa bán rộng rãi, ở giai đoạn đó chúng ta cần phải có sự chuẩn bị. Mà một lát nữa đây tôi sẽ cho các bạn biết là relaunch đó các bạn phải làm gì, chuẩn bị cái gì để các bạn bùng nổ. Rồi sau đó từ ngày 10 đến 12 là lớp My Power Basic đầu tiên sẽ được diễn ra. Được chưa? My Power Basic đầu tiên sẽ được diễn ra, giống như là cái lớp xin chắc của ta cơ bản đúng không? Sẽ được diễn ra. Sau đó sẽ là lớp nâng cao, và sau đó sẽ là lớp Coach. Và ngày 3 tháng 6 thì chúng ta sẽ làm một sự kiện vô cùng hoành tráng để chính thức tung sản phẩm này ở thị trường Việt Nam. Và các bạn nói tôi rằng sao lâu quá vậy thầy, đúng không ạ? Thì các bạn phải biết rằng là chúng ta cần phải có một giai đoạn chính chuẩn bị. Mà chuẩn bị gì? Chuẩn bị lực lượng. Bạn cần làm gì? Time for action. Cần làm gì? Thứ nhất, học sản phẩm. Chắc chắn là đúng không? Phải học sản phẩm. Nhưng mà thật sự mà nói các bạn, khi tôi đi vào sản phẩm này thì da gà, da lực gì nó nổi lên cục cục và bắt đầu cảm nhận được cái giá trị cực lớn của nó về sự thân thiện. Mình nhìn thấy con người mình trong đó rất nhiều. Mình nhìn thấy nó là một cái key, nó là chìa khóa, nó mở được cái cánh cửa tương lai cho rất nhiều người. À, học sản phẩm để hiểu đó. Thứ hai, phải thiết lập được cái mục tiêu của mình. Thứ ba, lên danh sách đối tác tiềm năng, gọi là Big Leader. Bởi vì trong 3 tháng mà chúng ta chuẩn bị, tôi sẽ dành đặc quyền cho 50 người. Và đương nhiên cộng với đối tác của chúng ta, tôi sẽ dành đặc quyền cho 50 người bước vào đầu tiên của Jumbo và cộng với đối tác chúng ta nha. Một cái đặc quyền để bạn phát triển hệ thống của mình trong 3 tháng trước khi tung sản phẩm. Cái này nó cũng giống như sinh nhật của ta, chúng sẽ có gói, gói khởi nghiệp. Nghe chính sách thì nó sẽ được tung ra trong thời gian sắp tới cho các bạn nha. Nó đang hoàn thiện thì nó cũng là gói khởi nghiệp, nó cũng là những khoản thưởng bonus rất lớn. Như vậy trong giai đoạn này các bạn và cùng với 50 người Big Leader làm gì? Đối với các anh chị lên danh sách Big Leader, đối với YouPower tuyển 50 Big Leader và chúng ta cùng nhau nhắm vào Big Leader để cho đến tháng 6 thì mỗi một người như vậy trong hệ thống của các anh chị, các con đi ra ngoài chơi nè, để đến tháng 6 mỗi người trong hệ thống các anh chị, mỗi một người ở đây cần phải sở hữu hệ thống tối thiểu 100 người. Các anh chị làm được điều đó không? Một đang 5, năm đang 25 không? 25 đang 125 không? Các anh chị đúng không? Không phải một mình các anh chị tuyển 100 người, và các chị cùng với hệ thống mình tận dụng giai đoạn relaunch, tận dụng những khoản thưởng đặc biệt, tận dụng những cái đặc quyền trong giai đoạn đó thôi. Hết giai đoạn relaunch, chúng ta không còn những đặc quyền đó để gây dựng hệ thống kinh doanh mình. Và cho đến tháng 6, tất cả đối tác của Jumbo cộng 50 người kia, mỗi người có ví dụ có 50 người thôi. Vậy thì
đối tác Uber cộng với 50 người thêm nữa là 100 đúng không ạ? Mà 100 người đó, mỗi người có 50 người. Thì đến ngày 3 tháng 6 khi chúng ta làm sự kiện tung chính thức, chúng ta có 5.000 người trong hệ thống kinh doanh. Và ngay ngày 3 tháng 6 khi chúng ta bấm nút bắt đầu thì thị trường này đó tôm mình nó bùng nổ lên. Cùng một lúc 5.000 người viral lan tỏa thì cái sức mạnh đó nó mới khủng khiếp. Và giai đoạn viral là giai đoạn cực kỳ quan trọng và chiến lược rất quan trọng khi chúng ta tung một sản phẩm hoàn toàn mới ở bất kỳ thị trường nào. Và những người builder và những người kiếm được rất nhiều tiền cộng với một hệ thống kinh doanh khổng lồ là những người tận dụng được giai đoạn relaunch. Cơ hội đó, cơ hội của những người trong giai đoạn relaunch nó lớn hơn cực kỳ nhiều so với giai đoạn launch và sau đó. Lớn hơn cực kỳ nhiều do so với giai đoạn launch và after launch. Giai đoạn tung và sau khi tung. Các chị anh hiểu chưa? Bởi vì chúng ta đang là the first. Và cái curious là cái sự tò mò của con đường. Người ta sẽ đến, người ta lắng nghe. Và cơ hội chúng ta gặp gỡ được rất nhiều trong giai đoạn. Và anh chị cài đặt một cái mindset của tư duy hệ thống kinh doanh vào ngay bây giờ thì anh chị cũng tận dụng được giai đoạn relaunch. Hình dung chưa? Cái thứ tư, trong giai đoạn này các anh chị tập trung vào đi chia sẻ để trải nghiệm mỗi ngày. Mỗi ngày luôn các chị, bởi vì sao ạ? Không bao giờ có giai đoạn relaunch này lại. Và nó 90 ngày đó là 90 ngày giống như là mùa hè năm 1972, mùa hè đỏ lửa các anh chị. 90 ngày không ăn không ngủ. 90 ngày trắng đêm mà để chia sẻ. Tại vì cơ hội của relaunch là cơ hội duy nhất trong cuộc đời của anh em chúng ta luôn đối với sản phẩm này. Là tận dụng được giai đoạn này, các anh chị bùng nổ, các anh chị bứt phá luôn. Và làm gì trong giai đoạn này? Xây dựng một hệ thống kinh doanh lớn mạnh các anh chị. Và đây là một trong những cái điều mà tôi nói là nó tạo ra một cái sức bật cực kỳ lớn, nó tạo ra một cái sức nén, nó tạo ra một cơ hội khổng lồ cho chính anh em chúng ta, những người ngồi đây, những người đang ở ngoài, những người ở đang là đối tác kinh doanh của Jumbo. Do đó với những thông tin này, gọi lại cho đối tác mình, những người đã ngủ đông đi, wake up, đánh thức họ dậy đi. Ê, một cơ hội mới của anh em chúng ta kìa, ngồi dậy đi, được chưa nào? Và chắc chắn rằng với những cái điều mà tôi vừa chia sẻ thì 2023 chúng ta sẽ phải tạo dựng nên một sự nghiệp vĩ đại. Do đó khẩu hiệu của năm 2023, Uber năm 2023 là hành động, đột phá và bùng nổ. Xin cảm ơn các chị rất nhiều và chúc cho chúng ta đột phá mạnh mẽ, đạt được tất cả mọi mục tiêu trong sự nghiệp, trong công việc và tận dụng rất tốt cơ hội này. Để chúc cho các chị và gia đình đón một cái Tết hạnh phúc, bình an, thịnh vượng. Và cảm ơn các chị đã lắng nghe và trả lại cho anh Quốc ạ. Dạ, xin cảm ơn chị chia sẻ cho cùng tuyệt vời đến từ chủ tịch Nguyễn Hồng Huy, người dẫn đường tận tụy đã cho chúng ta một bức tranh tổng quan về năm 2023. Dạ, với một cái hành động đột phá và bùng nổ. Và cũng chúc cho các anh chị cùng với Uber những cánh tay nối dài, chúng ta với cặp sản phẩm hoàn hảo sẽ chia sẻ với nhiều khách hàng hơn. Dạ, và giúp cho các anh chị khách hàng của chúng ta về mặt tư duy, kỹ năng, kiến thức để họ giúp họ đột phá trên con đường tìm thấy sự bình an, giàu sang và hạnh phúc. Đúng không cả nhà? Dạ, và chương trình lễ của chúng ta đến đây cũng kết thúc. Các anh chị chúng ta có thể nghỉ ngơi đôi phút để ban tổ chức cũng sẽ set up phương viện hội cho chúng ta. Và một tràng pháo tay cho chúng ta. Ok, chúng ta sẽ 15 phút để mọi người set up lại cái phòng rất là nhiều nhân viên. Rồi mình có thấy chết rồi. Tiên cầm dùng hiện thôi. Để tắt cái này kìa. Dạ, ý là cầm dùng hiện lên cái ghế thì hình tắt cái này nữa.
Dạ, em mang vào phòng các. Dọn vào cái. Để trong phòng của mình đi. Có hộp không cô? Thôi, cô bỏ cho em rồi nè. Em cảm ơn cô. Rồi, các anh nam phụ dùm một tay anh chị cứ dùm một tay. Gì vậy? Chụp mình để khoe. Tao có chụp quà luôn. Rồi. Sao mà Trần Dung ha. Trời, Trần Dung sao mà bự quá đúng không? Bình thường. Chỉnh sáng là chút xíu. Sợ quá. Sợ giờ. Đây giờ đây gần. Dạ, đây sửa. Đồ quá. Dạ. Sao cho nó gọn. Con cái này của ai á? Cái này của chị Liên mà. Đấy, cái hồn luôn, cái này như nhau á. Chắc gì là như nhau, tại vì chia ra mà. Con quà mà thì đâu biết. Đúng không Tiên? Chắc gì ôi cẩn thận anh Minh ơi. Chồng vào góc này nè. Thấy nó cùng kích cỡ, cùng trọng lượng. Hay xui lỡ đâu là lượn ra từng người sao không biết đâu đó. Biết đâu tao có đâu sao. Hy vọng như thế à. Ngày chờ đợi ngày này nên là lộng lẫy. Để cho chị gửi cái này đây dạ. Nha. Rồi đây rồi. Đi ra chụp hình đó. Sao mà nó tê hai cái tay thân lại từ miền tây mọi người đọc là mọi người ngồi đây. Hello mọi người, bye bye mọi người, bây giờ mình dân đây nhưng mà giờ sợ phát ra nó không lưu lại. Thường là like là không lưu đó, đang sợ nè. Anh tắt luôn nha. Giờ ra tay lỡ nó không lưu là không biết là ai đã like cái này bao giờ chưa. Và tặng lật nó bình luận này. Biết nó có lưu không? Em không biết là bây giờ mà mình tắt like thì nó có lưu không. Lưu từ đầu đến giờ luôn á. Biết là nó có lưu không. Nếu mà nó mất luôn thì sao ta? Chết rồi, không lưu đâu cả nghe. Thôi xong rồi. Giờ ra ta. Lại từ sáng chờ luôn á.